Hoạt động tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí trầm lắng. Tất cả những người tham dự đều dành một phút mặc niệm và lần lượt dâng hoa, cầu mong cho linh hồn các nạn nhân xấu số được siêu thoát. Tôi cảm thấy rất đau lòng. Rất nhiều người trẻ tuổi đã chết trong vụ khủng bố này. Tôi tự hứa với mình sẽ phải cố gắng hơn nữa để chữa bệnh cho các bệnh nhân. Cuộc tấn công khủng bố hôm 1 tháng 3 tại nhà ga tàu hỏa ở Côn Minh đã khiến 9 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương. Những người bị thương hiện đang được điều trị tại 10 bệnh viện khác nhau trong thành phố. Dù tất cả các thủ phạm gây ra vụ việc đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ, song nỗi sợ hãi, sự mất mát và oán giận vẫn bao trùm lên tâm lý của người dân. Vào ban ngày thì bình thường, nhưng tôi rất lo lắng khi trời tối. Ban đêm, những tên thủ phạm thường hoạt động sau đó trốn thoát dễ dàng hơn. Trong những ngày qua, an ninh đã được tăng cường tại các trường học và các địa điểm công cộng. Trong khi đó, các nhà chức trách Trung Quốc cũng đang nỗ lực không ngừng nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố đang có nguy cơ trỗi dậy tại nước này.